Xin chào toàn thể các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Anh Âm Thanh. Ở à, trong video ngày hôm nay thì em sẽ review chi tiết và test chất âm đẳng cấp trên dòng Mixu cdn CDN 1000. Đây là dòng Mix rất là cao cấp được sản xuất vào tháng 7 năm 2021. Tất cả đầu thu, tay mic nguyên bản tuyệt đối với thiết kế rất là đẹp. Đầu thu mặt phay nhôm màu vàng gold, tai liền mặt, công tắc nguồn phía trước, màn hình hiển thị màu vàng và có hai dãy phím để chúng ta thay đổi tần số dò sóng hồng ngoại cũng như là to nhỏ âm lượng cho cả hai bên. Đó, như thế này các bác. Đó, thực ra thì cái dòng Mixu CDN 1000 này nó cũng chính là cái dòng BF VIP 89, một dòng mic đã quá nổi tiếng các bác Quá nổi tiếng và cũng phải khẳng định luôn cái chất âm của nó rất khó bị dòng mic nào có thể theo được. Từ cái chất lượng con linh kiện luôn cho đến cái khả năng bắt sóng và cái chất âm Một trong những cái dòng mic có cái chất tiếng rất là dày, rất là ấm Hát rất là nhẹ, rất là bay và rất là hay Và đời mic này nó sẽ có thêm một cái bo chống hú rời Các sẽ có thêm một cái bo chống hú rời ở đây Đó, cho nên là khi mà chúng ta gạt sang cái nút hai cắt Thì nó sẽ hạn chế du dít đi rất là nhiều Nó sẽ tự động nó tìm những cái tần số thừa Và nó sẽ quét đi Đó Đầu thu thì bởi vì nó sản xuất vào năm 2021 cho nên là mọi người nhìn lại nó còn cực kỳ mới luôn đó, các bác nhá. Con này thì nó sẽ được trang bị một con chip STC Anh em nào mà chơi vang số nhiều thì mọi người biết STC nó sẽ được trang bị trên những cái dòng Những cái bộ xử lý tín hiệu âm thanh Nó rất là cao cấp và rất là chuyên nghiệp Con này sóng hay lắm à, Tiếng hay lắm các bác Đó rất đẹp Hai con IC Hai con chip Hotech. Giống trên dòng Zelacat BBS có nhé. Hoặc là những cái dòng bay ơ cao Thì nó vẫn được trang bị con Hotech như này Sóng xa Tiếng hay thiết kế đẹp đây từ về cái phần nắp của nó các bác nắp đậy của nó nó cũng sẽ có thiết kế một cái cái đường chống chống bụi và chống nước vào đây các bác này Đấy, cái miếng băng keo ấy mặt nó rất đẹp các bác nhé cái này thì anh em cũng không cần phải xin thêm tay và thậm chí là tất cả những cái fill những cái fill mặt các bác là chưa có bóc nhé về anh em tự bóc luôn chứ còn nó đẹp lắm đây đáy đường sau anten của nó sử dụng là anten gài các bác anten gài nguồn của nó sẽ sử dụng nguồn từ 12 đến 16 V, thực tế là 18 V cũng được bởi vì bên trong cái đầu thu của nó nó sẽ có một cái con ổ nắp ở này. Đó. Đầu ra của nó sẽ có đường 6 ly cho cả hai bên hoặc là anh em có thể tách vế cho đường 3 lăng. Đó, AB này. Rất gọn và đẹp. Đây là chi tiết và đầu thu các bác nhé Đây. Quắc hiển thị màu vàng. Và tay nó cũng vậy. Tay thì nó là tay nguyên bản. Đây là dạng tay hợp kim bác nhá không phải tay nhôm, tay bình thường đâu. tay nó rất là dày và chắc chắn cứng cáp luôn. Và tay của nó cũng còn rất là đẹp. Thực ra nó sản xuất vào năm 2021 các bác. À, tất cả chân pin và lấy pin nguyên bản các bác nhá. Tất cả lấy pin và chân pin nguyên bản sáng quắc luôn. Mới như chưa dùng, tất nhiên sẽ không tránh được những cái vết xước răm răm nho nhỏ. Đấy. đều tam tắp các bác ạ. Đều tăm tắp luôn. Con này tiếng không hay không lấy tiền Lát nữa mọi người nghe thử cái cái bản test của cái cái dòng mic này Anh, anh em xem cái tiếng nó dày dặn, nó ấm và nó sáng như thế nào các bác Hạt như mic điện luôn đó Và khi gửi đi cho anh em bác là khi gửi đi cho anh em Thì em cũng sẽ có những cái bộ chống lăn này, này tặng kèm Và tất nhiên dọ thì 100% sẽ thay dọ mới cho anh em cho yên tâm nhá Đó dọ thì uh, nó là cái khu vực mất vệ sinh Thực sự các bác mất vệ sinh nhất Cho nên là cái bông và cái dọ là em sẽ thay mới Đấy và cái mic uh, mic mic này các bác này mic này nó có một cái đặc điểm nữa cũng rất là tiện lợi tất cả cái phụ kiện của nó các bác phụ kiện bản thân nó cũng rất là sẵn có một cái vỏ này là nó cực kỳ đắt thôi các bác chứ còn từ cái kính này cái nút đó, hoặc cái chuôi này đều có bán sẵn thị trường và nó dùng chung phụ kiện với bay ví dụ anh em nào mà thích các bác này, anh em nào mà thích vỏ ra cá giống bay thì chúng ta hoàn toàn có thể thay thế một bộ vỏ như này vào cho cặp mic này là vô tư các bác nhé đó, thay thế như này là vô tư nhé đấy vỏ da cá giống hết bay ơ luôn ăn chung cái phụ kiện của bay ơi luôn anh em dùng thoải mái đó là anh em sau này anh em có dùng nó cũ nó nát nó bể nó vỡ đi anh em không bao giờ lo thiếu phụ kiện đó quắc hiển thị của cái tay cũng sẽ là màu vàng này các bác à, màu vàng nói chung là nhìn nó 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 xịn nó các bác ạ đây và khi chúng ta dò sóng hồng ngoại này chúng ta chỉ cần bật cái tay này bật cái tay lên này và chúng ta dò này chúng ta ở ngay phía giữa các bác nhé. ngay cái nút giữa này, này nó sẽ có một cái cái nút set đấy thì chúng ta bật tay mic lên chúng ta nhấn cái này vào khi nó hiển thị lên cái chữ dò sóng các bác nhá ôi xin lỗi các bác cái này em đang sử dụng cái nguồn 9V nó không có đủ cái nguồn 9V nó không có đủ cho nó em hoạt động chỉ có bật lên để cho anh em xem được cái cái hiển thị đó thôi lát nữa thì em sẽ dò và cho mọi người xem lại nhá đó Mọi người nhìn không? Rất là đẹp. Này, su so, so, wonderful, Nghe là âm thanh tuyệt vời đấy các bác, âm thanh tuyệt vời. Thực sự con mic này nó nó rất là hay. Và phụ kiện của nó em bao cho các bác lúc nào cũng có sẵn thị trường. Kể cả là bản thân của phụ kiện này. Còn về anh em thích thì anh em sơn lại nhưng mà thực ra với một cái tay tay zin tay bãi nó đẹp như này là xuất sắc rồi các bác ạ. Rất xuất sắc và rất hiếm. Không có tội gì vào tay hết bởi vì bản thân cái vỏ của nó nó rất là dày các bác nhá. Nó là vỏ hộp kim. Nó dày lắm. Đây, tháng 7, tháng 6 tháng 7 năm 2021 mọi người thấy không? Này, tay nguyên bản này. Lấy pin nó còn gần như là mới luôn các bác. Hầu như nó chưa sử dụng. Kinh khủng không ạ? Quá đẹp các bác nhá. Và bây giờ thì cũng không để cho mọi người phải chờ lâu thì em sẽ test cái chất tiếng. Đó, bác nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em để để đặt hàng các bác nhá. Và bây giờ thì em sẽ test cái chất tiếng trên dòng Mixu CDN 1000 này cho anh em. Thì trước khi test thì em sẽ do hồng ngoại lại các bác nhá. Đó, chúng ta sẽ bật tay mic lên này và chúng ta nhấn vào cái nút set ở giữa mọi người đúng không ạ nhấn nút set ở giữa và chúng ta sẽ dí cái màn hình tay mic vào đấy mọi người thấy cái mắt thần nó đỏ lên chưa bắt đầu nó sẽ nhận sóng đấy và bây giờ thì mọi người nghe cái tiếng cái âm thanh của cái dòng mixu này nó đẳng cấp như nào thực sự nó bắt mic quá kinh khủng các bạn em nói luôn nó hát như mic điện lê một hay sáu bảy lên một lên đi 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 Có hay không các bác? Phải nói rằng là cái tiếng của nó đẳng cấp luôn các nó quá là giòn luôn anh em nhá, nó quá giòn luôn. Và con này nó cũng sẽ có tự ngắt các bác. Có tự ngắt và nếu mà chúng ta mà muốn muốn uh, gọi là gạt cái chức năng chống hú của nó các bác nhá thì ở ngay cái phần này các bác này. Nó sẽ có cái nút start và hai cắt, bác thấy không? Ví dụ anh em mà muốn gạt sang chế độ chống hú thì chúng ta sẽ gạt sang hai cắt này. Thì nó sẽ chủ động, nó sẽ tự động nó tìm những cái tần số thừa, nó quét đi. Đó, nó sẽ hạn chế các bác nhá, hạn chế rú rít đi rất là nhiều mà nó không bị ảnh hưởng, không bị méo tiếng chứ không phải là 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 nó sẽ chống hú tuyệt đối đâu các bác không có cái mic nào chống hú tuyệt đối kể cả vàng kể cả là những cái dòng chống hú chuyên nghiệp anh em mua năm bảy triệu 10 triệu của Pervay của 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 cái gì cũng vậy thôi của hãng nào cũng vậy thôi anh em ghép cùng với micro Cá một cái bộ chống hú to đùng đắt tiền anh em cứ cố tình em vặn mic to lên thì nó vẫn hú bình thường các bác nha? đó và bộ mic su CDN1000 với một bộ nguyên bản các bác nhá, nguyên bản đẹp tuyệt đối phụ kiện đầy đủ. Em bán ra cho các bác chỉ 2 triệu 200 ngàn Tất cả các bác nhá, tất cả em bao zin, bao hay, hát bao phê cho các bác và giá trên cũng đã bao gồm phí ship. Cho nên bác nào đang có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Hoàng Anh Thanh số điện thoại 0908 913171 Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo.